Carofi, chuyên gia lọc nước thông minh, hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Một chút dung dịch rửa bát, một chút nước. Vậy là máy chạy bộ nhãn hiệu Sàn Nhà đã sẵn sàng. Nào cùng tập. Nhanh hơn chút nào. Nhanh nữa nào. Ghế chỉ dùng để ngồi. Ai đó làm ơn viết thêm một phần hướng dẫn sử dụng được không? Và những bức tường giờ đây cũng trở thành đối tác ăn ý để rèn luyện những kỹ năng của đôi tay. Nếu ngôi nhà đủ lớn, hãy biến chúng thành sàn diễn đa năng như thế này. Hoặc chỉ là một không gian nhỏ, thì màn biểu diễn vẫn tuyệt vời dưới ánh nhìn trầm trồ của fan hâm mộ đặc biệt. Thiếu đồng đội để tập luyện? Những đứa trẻ với đủ mọi trọng lượng và chiều cao sẽ là giải pháp không tồi. Và nếu bạn độc thân vui vẻ, hãy xem này. Carofi, chuyên gia lọc nước thông minh, hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.